Đó, khóa được rồi đó. Em xài nhẹ nhẹ tay thôi, đừng có xài mạnh quá là hết khóa luôn đó. Vài bữa nên đi ngang chợ á, anh mua cho cái vòi mới rồi anh thay cho. Dạ. Nhà không có đàn ông nó khổ như vậy anh. Mà em nhờ anh á thì em ngại. Ngại nữa, có gì đâu, anh giúp được cái gì anh giúp. Thôi anh về nha. Ơi, người ướt quá anh lau, để em lấy miếng nước cho anh uống nha. À. Dạ, anh. Ôi ôi. Sao vậy? Tự nhiên hôm nay thấy anh buồn buồn vậy? Vợ anh sắp từ nước ngoài về rồi. Vậy là sắp hết hạn 3 năm hả? Ừ. Nhân ha. Mới đó đã 3 năm rồi. Thật lòng là anh rất thương vợ của anh. Bởi vậy anh không muốn làm gánh nặng của vợ anh. Anh đã cố gắng rất là nhiều rồi. Anh chờ từng ngày, từng giây, từng phút vợ anh về. Không chỉ anh thương vợ của anh, mà anh biết ơn cô ấy rất là nhiều. Là một thằng đàn ông mà để vợ của mình phải tha phương cầu thực, kiếm tiền đâu có dễ đâu đúng không? Cho nên anh thấy chuyện của anh với em á, anh thấy có lỗi quá. Thật ra em là mẹ đơn thân, rồi em cũng trống vắng quá, em không có kiềm chế được bản thân. Em biết là mình sai chứ, nhưng mà không sao đâu. Anh đừng lo. Chuyện giữa hai đứa mình á, em không nói, anh không nói ai mà biết, đúng không? Một lần nữa anh xin lỗi em nha. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi hoài vậy? Đã nói là không có sao đâu. Em hiểu mà. Mỗi lần mà anh tâm sự với em về vợ của anh á, em thấy chỉ hy sinh vì anh nhiều lắm. Cho nên cái chuyện mà em với anh, em nói rồi, coi như là bí mật của hai đứa mình đi. Em cũng có lỗi mà anh xin lỗi hoài vậy. Cảm ơn em nha, vì đã hiểu cho anh. Anh về nha. Tên 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 tên, đồ ăn đã chín rồi, thơm không, thơm không? Anh biết là từ ngày em đi xuất khẩu lao động về tới giờ á, em rất là thèm cho cái món ăn quê hương của mình đúng không? Đích thân đi chợ, đích thân nấu cho vợ ăn đó. Ngon lắm á, ăn đi. Ăn đi cho nóng. Anh tự ăn đi. Em sao vậy? Hồi đó em thích ăn mấy món này lắm mà. Anh nghĩ gì vậy? Anh nghĩ cái gì mà anh nấu cho tôi mấy cái món đồ ăn quê mùa này vậy? Cái gì vậy? Cái là cái gì vậy? Canh chua hả? Cái gì vậy trời? Nhất nhợt vậy? Con này là cái gì? Trời ơi là trời, nó tanh rình luôn á. Nó hôi lắm. Xương sẩu không mà ai mà ăn cho nổi. Ê, ít nhất á, anh cũng có thể nấu được cho tôi cá hồi áp chảo nè, hay là canh bào ngư, hay là sushi đồ đó. Chứ nấu mấy món này ai mà nuốt nổi vậy? Mấy cái món đó anh đó giờ chưa có nấu. Chưa có nấu hả? Chưa có nấu thì khỏi nấu luôn đi. Tôi đang nhà hàng tôi ăn, có thiếu tiền đâu. À, anh hiểu rồi. Thôi bây giờ nè, anh lỡ nấu rồi ngon lắm á, nấu ngon lắm em ăn đi. Ăn đi rồi nữa anh học mấy cái món nước ngoài của em nói đó, xong rồi anh nấu cho em ăn sao nha. Anh thích thì anh ăn đi. Tôi đã nói là tôi không ăn. Em ơi. Ôi trời ơi, đừng có đụng vô người em. Hư hết bộ đồ bây giờ. Anh biết bộ đồ này mắc lắm không? Người anh toàn là nước rửa chén không à. Hôi đình nó đính. Bây giờ em chưa có hứng đâu. Từ bữa em về tới giờ lúc nào em cũng từ chối chuyện này hết trơn. Là sao vậy? Trời ơi, anh đừng có ép em. Em muốn thì em làm, không thì thôi. Đòi hỏi gì vậy? Anh chỉ ở nhà thôi à, ăn bám em. Suốt ngày em gửi tiền về cho anh. Bây giờ em về đây anh cũng không để em yên nữa hả? Để anh thoải mái chút đi. Anh tưởng em ăn mặc sexy vậy để quyến rũ anh, hóa ra không phải vậy. Anh
Anh nghĩ gì vậy? Tôi mặc đồ đẹp như vậy là anh nghĩ tôi mặc cho anh coi hả? Anh nghĩ anh xứng đáng không? Tôi mặc đồ đẹp như vậy để tôi đi gặp đối tác, gặp bạn bè của tôi. À đúng rồi, em đi chơi đây. À còn nữa, anh coi mấy bộ đồ này nè, anh đem ra giặt tay giùm em nha. Nhớ là đừng có giặt máy đó, nó mà hư là anh không có tìm một cái khác cho em đâu. Khi nào em về? Khi nào tôi về thì tôi về, đừng có mà quản. Anh Huy, có chuyện gì vậy? Hân, anh mệt mỏi quá Hân. Anh Huy, người ta nhìn kìa. Ngồi xuống đi. Anh sao vậy? Anh là một thằng đàn ông trong nhà, chứ không là trụ cột trong gia đình. Vợ anh xem thường anh, vợ anh không coi anh ra gì hết. Trước khi đi xuất khẩu lao động, vợ anh đâu có như vậy đâu. Từ lúc cô ấy có tiền, cô ấy có mọi thứ trong tay, cô ấy không coi anh ra cái gì hết. Mặc dù anh đã cố gắng rất là nhiều, nhưng mà đổi lại toàn là sự xem thường. Anh đúng là một thằng thất bại mà. Anh đừng có tự trách mình nữa. Em hiểu mà. Thật ra cuộc sống này nó dễ làm cho con người ta thay đổi lắm. Đừng có như vậy nữa. Đừng có uống nữa. Anh uống nhiều lắm rồi á. Anh chỉ biết ước. Phải chi giờ anh hiểu anh như em thì hay biết mấy. Anh nói ra có lẽ em không tin đâu, nhưng anh chợt nhận ra rằng đã từ rất là lâu rồi, em mới chính là người vợ trong lòng anh. Dám dở trò mèo mã có đồng sau lưng tao hả? Còn con này. Dạ. Mày dám giật chồng tao hả con kia? Mày dám hả? Bình tĩnh là đi em. Chị hiểu lầm rồi. Anh Huy anh buồn quá cho nên là anh gọi điện thoại em ra đây ngồi nói chuyện với ảnh. Em chỉ an ủi ảnh thôi à. Sao tụi bay không lên giường mà an ủi nhau luôn đi? Tụi bay ra quán nhậu an ủi nhau làm gì vậy? Tao còng lưng ra kiếm tiền nuôi mày. Còn mày, một thằng đàn ông bám váy vợ mà mày dám làm cái trò đê tiện này hả? Tao không còn gì để nói với mày nữa. Biết vậy á, tao cưới chồng nước ngoài cho khỏe, chứ không có cưới cái loại như mày đâu. Anh đâu có ép em đi nước ngoài đâu. Tự em quyết định đi mà. Từ cái lúc em về tới giờ, em có coi anh là chồng của em một ngày đâu. Hay là chỉ biết tiền, tiền, và không coi ra cái gì hết. Thì sao? Tao có tiền mà. Có tiền thì có quyền. Tiền của em, em tự giữ lấy đi. Tôi không thể sống với một người mà một chữ tôn trọng cũng coi tôi ra gì. Ly dị đi. Ly dị để mày đến với con nhỏ này á hả? Tao nhìn cái là tao biết liền à. Nực cười thiệt. Lúc mà tao đi nước ngoài á, sao mày níu kéo tao, mày bịnh rịn tao dữ lắm mà. Sao bây giờ tao về nước rồi mày dắt tao ra tòa vậy? Sao mày khốn nạn với tao quá vậy? Mày muốn ly hôn hả? Thì ly hôn thôi. Tao đâu có cần mày. Còn cô, sao cô dại khờ quá vậy? Cô là mẹ đơn thân á, thì cô vẫn sống tốt hơn mà. Tại sao phải ôm cái cục nợ to đùng vào người chi cho mệt vậy? Nó không ly hôn với tôi á, thì tôi cũng bỏ nó rồi. Còn cô, một lần lỡ đò rồi, cô không biết rút kinh nghiệm hả? Ngu ngục vẫn mãi là ngu ngục. Tại vì tôi một lần lỡ đò, cho nên tôi có nhiều kinh nghiệm hơn chị á. Chị biết quan trọng nhất trong hôn nhân là gì không? Là phải tôn trọng nhau. Chị không tôn trọng chồng chị thì tôi nghĩ chị với lại anh Huy á, buông tha nhau đi, giải thoát cho nhau là vừa. Anh Huy mặc dù anh không có kiếm tiền nhiều được như chị, nhưng mà anh biết điều. Anh sống anh tôn trọng vợ, anh yêu thương vợ. Còn chị á, chị sống mà chị cứ vật chất quá à, thì chị đánh mất tình cảm, đánh mất người thương chị thôi. Với lại bây giờ chị cần cái gì, chị quan trọng cái điều gì thì cái người đến sau á, người ta cũng chú trọng cái đó với chị thôi, chứ không phải tình cảm đâu.
Anh nói cho em nghe nè, tiền bạc có thể kiếm được, nhưng mà tình cảm khó kiếm lắm. Em sống tốt nha. Mình đi nha.